Sắp ra mắt Vệ binh con đường sữa. Con đường sữa. Con đường sữa không giống như vậy đâu Kitty. Ta hiểu sự bối rối của Mi Kitty bé nhỏ. Nhưng con đường sữa không phải là một vùng đất tưởng tượng đầy những sản phẩm từ sữa, mà là một thứ có thật. Và đó là gì? Vì vậy, các bạn trong tập hôm nay, chúng ta hãy phóng mình ra ngoài bầu khí quyển và vào không gian để khám phá một phần thiết yếu của vũ trụ của chúng ta, được gọi là dải ngân hà. Tiến vào nào! Trong sự bao la của vũ trụ, bạn sẽ tìm thấy một vòng xoắn ốc mờ ảo của ánh sáng trắng, trông giống như sữa tràn khắp bầu trời. Vòng xoắn ốc tất nhiên không phải là sữa, mà là một thiên hà mà người La Mã cổ đại gọi là dải Via Lactio, có nghĩa là đại lộ sữa hay con đường sữa. Phải, phải đó các bạn ta. Con đường sữa là thiên hà dải ngân hà. Vậy thiên hà là gì? Nó là một cụm lớn gồm 100 tỷ ngôi sao, hành tinh, khí và bụi. Tất cả được tập hợp và giữ với nhau bằng trọng lực. Ngoài ra còn có hệ mặt trời của chúng ta, bao gồm trái đất của chúng ta, các hành tinh lân cận và mặt trời nằm ngoài thiên hà mà chúng ta gọi là dải ngân hà này. Các nhà thiên văn học tin rằng thiên hà dải ngân hà của chúng ta sắp xỉ 13,6 tỷ năm tuổi, và nó lớn đến mức ánh sáng phải mất 100.000 năm để truyền từ bên này sang bên kia. Trung tâm của thiên hà dải ngân hà rất khó nhìn thấy do các đám mây khí và bụi che khuất tầm nhìn của chúng ta. Nhưng các nhà khoa học tin rằng đó là một lỗ đen siêu lớn có tên là Sagittarius A, có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì băng qua nó. Và rất có thể lỗ đen này có thể là nguồn lực hấp dẫn giữ thiên hà lại với nhau. Nhưng giống như nhiều điều tốt đẹp khác, dải ngân hà cũng sẽ gặp hồi kết. Phải đó, các bạn thân mến của ta, người ta dự đoán rằng dải ngân hà còn 4 tỷ năm nữa, vì sau đó nó sẽ va chạm với người hàng xóm xoắn ốc kỳ lạ của chúng ta, thiên hà tiên nữ. Phải, đây không phải là bất kỳ câu chuyện khoa học diễn tưởng nào, mà là một sự thật. Hiện tại, thiên hà tiên nữ và dải ngân hà cách nhau khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng. Được thúc đẩy bởi trọng lực, hai thiên hà đang lao về phía nhau với tốc độ gần 402.000 km/h. Nhưng đừng lo lắng các bạn à, bởi vì ngay cả với tốc độ đó, chúng sẽ không gặp nhau trong 4 tỷ năm nữa. Và với vụ va chạm, những thiên hà này sẽ hợp nhất với nhau để tạo thành một thiên hà hình elip khác. Các bạn có biết không, dải ngân hà là một phần của cụm thiên hà gần nhau, được gọi là nhóm cục bộ, được tạo thành từ khoảng 30 thiên hà. Phải đó, và ba thiên hà lớn nhất trong nhóm của chúng ta là thiên hà tiên nữ, dải ngân hà và thiên hà tam giác. Các thiên hà khác có kích thước nhỏ hơn nhiều, và trong số đó chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ quốc gia Nam Xích Đạo. Ngoài ra các bạn có biết không, dải ngân hà của chúng ta cũng già bằng chính vũ trụ đó. Đúng vậy, tuổi của vũ trụ là khoảng 13,7 tỷ năm, và dải ngân hà của chúng ta vào khoảng 13,6 tỷ năm đó. Các bạn biết người ta nói gì rồi đó, gừng càng già càng cay. Hy vọng các bạn thích tập hôm nay. Hẹn gặp lại, tiến sĩ Binoc đi đây. Ơi, thôi đừng quan tâm.